Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em một sản phẩm rất là hữu ích cho các gia đình nhá, đặc biệt là dành cho những ai mà hay quên như mình này. Sau cái đợt dịch Covid vừa rồi mình rất là hay quên luôn anh em. Nói trước quên sau, cứ nghĩ xong rồi một lúc lại quên. Vâng, đó là sản phẩm gì? Đó là cái đồng hồ hẹn giờ. Đây mình tiếp tục chọn hãng Bezos nhá. Bezos thì quá xịn sò rồi, nhưng mà giá nó hơi chát. Đấy, đồng hồ hẹn giờ nhà bếp Bezos 154.000. Tại sao lại ghi nhà bếp mà không phải là hãng khác? Cái này thì ví dụ như anh em bật nước nóng chẳng hạn này, hẹn giờ 5-10 phút để nó tự để nhắc mình tắt hay là nấu ăn. Anh em các chị em gì đấy mà nấu ăn hay quên thì rất là dễ cháy nguy hiểm đúng không? Rồi, Bezos có gì mà nó đắt vậy? Trước mình review cái đồng hồ hẹn giờ có mấy chục thôi. Cái đồng hồ này tận hơn 100.000 cơ. Ok, hình sản phẩm đây, nó như thế này. Đó, để cho anh em thấy riêng cái họ làm hoàn thiện rất là đẹp từ mặt ngoài luôn. Theo kiểu sần sần ở chỗ này này. Tiếng này, có âm thanh nhắc nhở này, có đèn led này. Đồng hồ theo kiểu đếm ngược. Đây những cái thông số, địa chỉ. Cào chơi chính hãi nhá. Đảm bảo chưa? Xem có xịn sò con bò. Link mua dưới video nha anh em. Ai xem TikTok thì ở trong nick của mình. Và mở ra vâng như kiểu hộp tai nghe nhỉ. Mở lên này. Ui. Cái này thì gắn tường, gắn bếp. Nói chung là gắn lên tường, dán lên tường. Chống sốc này. Như vậy là xoay để hẹn giờ nha anh em. Bóc lớp siêu nhìn rất là đẹp đúng không anh em? Thấy cái màn hình LED này. Đây, cái số của nó khá là to này. Đây ở giữa này chắc là cái nút bấm để tắt. Ở trên có logo Bezos. Xung quanh này. Ở đây thì thiết kế theo kiểu những cái đường nét góc cạnh để bám tay khi chúng ta vặn. Mặt sau thì trên dưới là hai cái cao su chống trơn trượt, như vậy là để trên bàn anh em. Bóc ra để ấy thôi. Xác nhận với anh em là cái này là 500 nhá. Trên dưới là 500. Thì 500 cũng có cái hay của 500. Nhưng mà chúng ta lại phải xem có chỗ nào giá 500 như là giá vào tủ lạnh chẳng hạn đó. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có công tắc bật này, bật tắt này. Đó, có ba nấc tắt tiếng này, tiếng nhỏ này, tiếng vừa và tiếng to. Ở đây thì tên sản phẩm thôi. Mở lên thì có 3 viên pin. Như vậy là không dùng pin sạc rồi. Mình không thích pin sạc, mình thích pin rời này. Thì pin 3 nhá. Rời này để chúng ta dễ dàng thay thế và có cái rút pin ra. Quên mất ở trong này còn có cả sách nữa này. Họ thiết kế khá là ngăn nắp. Sách hướng dẫn sử dụng. Thẻ bảo hành. Nhét trong cái này. Ok, anh em có thể gắn vào tủ lạnh như này. Đó, dính rất chặt tại vì hai cái nam châm này không bao giờ lo rơi. Màn hình hiển thị rất là sắc nét luôn. 3 viên pin nhá. Để anh em xoay này để điều chỉnh. Xoay mỗi phát là 5 giây, lùi tiến được này. Đó, và cái này tối đa là 99 phút 55 giây. Thì cái này có hai kiểu đếm đếm giờ. Thì một kiểu là đây, mình đang hẹn 5 giây nhé. Sau 5 giây nó sẽ kêu. Và đây là mức vừa kêu vừa nhấp nháy. Đây là cái mức chuông âm lượng vừa, âm lượng to ở đây. Đây là kiểu đếm giờ thứ nhất. Đấy, to, nó cũng không to hơn là mấy đâu. Ok, tiếp này. Thì reset về thì giữ chặt này. Đấy, còn kiểu đếm giờ thứ hai là bấm này. Thì dây nó cứ tăng lên thôi. Như kiểu cái bộ đếm thời gian thôi, không có gì cả. Đấy, nó không bị nhấp nháy nhá. Nhấp nháy là do cái camera thôi. Ok, nói chung là xịn sò. Giữ chặt để nó reset. Đó, mỗi lần xoay là 5 giây. Xoay trái, xoay phải, rất là dễ dàng, tiện lợi. Đấy, ví dụ bật nước hẹn là 10 phút chẳng hạn. Thì anh em đây, nếu mà chúng ta xoay mạnh ấy, xoay mạnh phát thì nó chuyển sang phút luôn. Đó, thấy chưa, nó chuyển sang phút luôn. Đó. Giữ này, nó chuyển sang phút luôn. Đó. Còn nếu mà để một lúc xoay thì nó xoay tính theo giây. Xoay mạnh phát. Đấy, ok.